Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Kẻ đến sau Của tác giả nhà văn Lê Văn Trương Tác phẩm được nhà xuất bản đời mới Phát hành tại Hà Nội năm 1942 Người đọc Thái Hoàng Phi tập 7 Cuộc đi săn của chúng tôi hôm ấy không được may mắn mấy Sau khi tôi bắn ngã được con ác thú Chùm quýt vì mừng quá không chịu chờ xem nó chết thẳng hay chưa Hấp tấp chạy ngay lại Nên bị nó cào xả một cánh tay Và bật một miếng da đầu Vì lúc ấy hổ với người đang quần nhau Tôi sợ trúng phải người lúng túng chưa kịp bắn Thì bác tâm đã nhanh hơn tôi xông lên đâm cho nó một mũi mát Con hổ đã bị trọng thương ở đầu nên đuối sức chết ngay. Vốn là người đã đi rừng quen, chỉ một loáng, gia nhân tôi đã tìm được lá thuốc giấu, dịch cho trùng quýt. Vết thương không trúng chỗ phạm, nên sau khi băng bó được một lúc thì máu cầm ngay. Thấy tôi ngỏ ý, muốn đưa y về nhà thương Hà Nội, y lắc đầu lia lịa. Con có sao đâu, con vẫn đi được cơ mà, cái thế này là thường, ông chủ con không có việc gì phải lo lơ. Cái thuốc của ông chủ con không bằng cái thuốc của người thổ lơ Y toàn theo tôi về đồng điền Nhưng tôi gạt đi Thôi ở nhà mà nghỉ Rồi tôi đền tiền cho Tại bác đấy chứ Đừng chạy lại ngay thì có việc gì Tại tôi thấy cái nó bị bắn đúng đầu Tôi tưởng nó chết thẳng thôi. Có biết đâu cái nó lại giả vờ như thế Bác Tâm bảo ngay Không phải giả vờ đâu Nó hấp hối rồi Nhưng thấy chùm chạy lại thì nó vùng dậy đấy thôi không sao, 10 ngày thì khỏi thôi. Vì chúng tôi phải săn sóc cho trùng quýt nên cho khiên hổ về nhà trước. Lúc chúng tôi quay về đến nửa đường thì gặp vợ tôi cùng mấy gia nhân đem đèn đi đón. Vợ tôi thấy tôi ôm ngay lấy. Gớm, em nghe chúng nó kể mà em hết cả hồn cả vía. Tại trùng quýt nó vội vàng quá chứ có sao đâu. Tôi nấp đằng sau cây thao lao, bắn một phát lại chúng đầu ngay, nó ngã ngay. Vì trùng quýt nó ý rằng đã tin chỗ phạm Chứ giá nó để yên tôi bắn bồi một phát nữa Thì có xảy ra sự gì Vợ tôi vừa nép trong ngực tôi Vừa bảo bác Tâm Giá không có bác thì không khéo khốn Thưa mợ chả khốn ạ à. Cậu con cũng sẽ giải cứu cho bác ấy được Với lại chùm quýt cũng lại khiếp lắm Nó đã đâm mấy nhát rồi Còn mới đâm sau Đấy mở xem Mấy nhát ở cổ là nó đâm đấy Vợ tôi suýt xoa Trời ơi thế thì đi bắn cũng nguy lắm nhỉ rồi vợ tôi xin phép tôi cho lại thăm chùm quýt lúc ấy tôi đang mừng và tôi cũng thương chùm quýt là một người trung thành can đảm thật ra tôi cũng có nể lời vợ tôi tôi bằng lòng ngay lúc chúng tôi tới nhà chùm quýt thì gặp y đang ngồi nhăn nhó ở trước hè vợ tôi vừa cảm động vừa kinh ngạc ô kìa ông không nằm nghỉ à cái giời nóng lắm và đau lắm không nằm được lơ vợ tôi đặt sẻ bàn tay lên vai y ông có bị nặng lắm không Nặng thì ngồi thế này làm sao được Cái bà chủ con đừng có lo Chỉ ít ngày dịch cái thuốc là khỏi ngay Cái bà chủ con thương tôi thế này Đến thăm tốt lắm Vợ con y thấy chúng tôi lại Chạy ra chào hỏi tiếu tích Vợ tôi đưa ba chục bạc cho vợ trùng quýt Rồi bảo Đây tôi biếu bà số tiền này để thuốc thang cho ông ấy Chừng nào ông ấy khỏi Lại đồn điền tôi sẽ cho thêm hay ông ấy muốn đi nhà thương để tôi bảo đánh ô tô đưa ra vợ chồng quýt chưa nói thì y đã nói lia tôi sợ cái nhà thương lắm cái thuốc rừng cũng hay lắm rồi y cầm số tiền ở tay vợ y đưa giả lại cho vợ tôi cái thuốc đi hai ở rừng có phải mua đâu mà bà chú con cho nhiều tiền thế này tôi có lấy đâu vợ tôi không cầm thì ông chẳng may bị rủi ro như thế bây giờ nằm đấy ông cứ lấy đi không phải mua thuốc thì để mà tiêu y vẫn nhất định giả lại tôi phải can thiệp thôi mợ đã cho cầm lấy đừng từ chối nữa mà mợ giận chung quýt lúc ấy mới cầm rồi y giơ một tay lên vái a à, cái bà chủ con đã cho thì cảm ơn lơ cái bà chủ con cũng tư tế như bà chủ lân lơ rồi y đếm 15 đồng đưa cho bác tâm đây cái bà chủ con đã cho thì tôi với bác chia nhau cái bác đã đâm nó cho tôi Không thì nó còn cao tôi đau nữa Vợ tôi liền nói ngay Thôi cứ giữ lấy cả mà tiêu Bác tâm tôi sẽ cho sau Lúc ấy tôi đã thấy mỏi mệt và đói lắm Chỉ mong mòng chống chống cho cái gì ăn Rồi nghỉ Tôi liền hỏi trùng quýt Ở đây có ngựa không Giá có ngựa cho tôi mượn về thì tốt quá Chỉ có một con của tôi thôi Không có hai con đâu Vợ tôi nói ngay Thôi cậu có mệt thì đi ngựa về trước đi Em về sau với các bác ấy cũng được Giọng sốt sắng của vợ tôi làm cho tôi thương Con ngựa của bác có nhớ không? Lân, Lân lâm Con ngựa đen của ông chủ lớn đưa cho tôi chăn đây mà Tôi nắm tay vợ tôi Thôi thế chúng mình cùng cưỡi ngựa về trước Vợ tôi sung sướng Hai người cưỡi một con được ư Con ngựa đen ấy thì ba người cưỡi cũng được Nhưng em không biết cưỡi Cần gì phải biết Mở ngồi ở phía trước tôi À mà rồi ở đây thì mợ cũng phải học cưỡi ngựa đi còn đoạn sau tôi không nói nhưng nhìn tôi vợ tôi cũng đã hiểu nàng mừng rỡ nhưng có lẽ cậu đi ngựa thì cũng như vặn ô tô cậu thích nhanh lắm đi chơi với cậu thì em chả dám đâu ôi thì tôi cũng phải tùy cái tài cưỡi ngựa của mợ chứ lúc ấy mặt trăng đã bắt đầu lên cảnh rừng thật là âm u cô tịch bên tai chúng tôi rên lên những tiếng rì rào của lá cây Thỉnh thoảng lại điểm vào những tiếng vớp của nai Hoảng Thấy động hoảng hồn chạy Ánh răng rót vào lá cây Rót lên cái điệu nhạc bi hùng của rừng sâu Rót xuống đầu chúng tôi Khiến chúng tôi có cái cảm tưởng mơ hồ rằng Chúng tôi đang ở cái thế giới riêng biệt Khác hẳn cái thế giới của loài người Khác hẳn cái thế giới của loài người ư Ôi Nếu tôi không cần phải ở với loài người Nếu không có những người đã biết cái đoạn đời tội lỗi của nàng đã gây nên cái tội lỗi của nàng và rồi có thể chê cười tôi thì có phải tôi có thể sung sướng được với nàng không tính tình chúng tôi rất hợp nhau lại cùng một tâm hồn cao đẹp như nhau chúng tôi có thể cùng nhau gây riêng một thế giới hạnh phúc trên cái mặt đất đầy khổ ải này than ôi một cái gì đã đi qua trong đời nàng mà cái gì ấy thì không bao giờ mất mất ở trong sự vật những dấu vết nó vĩnh viễn còn với đời sống của nàng và rồi nó cũng sẽ vĩnh viễn còn với đời sống của tôi nếu tôi không quên được tôi quên tôi cần phải quên nhưng chán chưa khi người ta đã thấy cần phải quên tức là người ta còn nhớ và nếu không muốn nhớ thì người ta phải cố gắng mà bao giờ sự cố gắng trong những trường hợp như thế cũng làm cho người ta đau vì muốn sung sướng tôi phải đau đớn ôm chặt lấy nàng rồi tôi khổ sở mà hỏi Em ngồi quen rồi chứ Không sợ ngã nữa chứ Lúc ấy có lẽ nàng bị ánh vàng thần tiên thôi miên Cảnh rừng huyền ảo gợi hứng Nàng sái sát đầu vào cổ tôi Em quen rồi Em quen lắm rồi Em thích được đi chơi với cậu như thế này Đi với cậu em chẳng sợ cái gì cả Tôi cố Nhưng tôi chỉ cố được đến đấy Mấy chữ đi chơi với cậu Lại gợi ra ở trong đầu tôi Những cuộc đi chơi của nàng với người khác có lẽ nàng cũng đã có nói với người khác ấy những câu say sưa như thế tôi thú thật lúc ấy tôi muốn hất cổ ngay nàng xuống khe cho hùm beo nó tha nàng đi rồi thì tôi quất ngựa trở về gây một cuộc đời khác một khi đã có những ý nghĩ như thế ở trong đầu làm sao mà còn ngọt ngào âu yếm được tôi bật ra hai chữ thế à chua chát rồi theo liền ngay đó là một tiếng thở dài nàng như bị lôi từ trên cung văn xuống dưới đất Nàng hiểu Hiểu cái tâm trạng tôi ngay Đầu nàng hết nhúc nhích Người nàng hết nhúc nhích Rồi thì lập tức tôi có cái cảm giác rằng Đôi bàn tay đang víu lấy tôi bị giá lạnh Rồi thì tôi bỗng cảm thấy như tim nàng đang bị chìm Chìm vào một cái gì ghê khiếp lắm Những cảm giác ấy vụt đem đến một phản động lực cho tôi Tôi lại thấy bồi hồi thương cảm Tôi cúi xuống cái đầu một phút trước đây đang đú đỡn Mà bây giờ thì cứng ngắc Tôi lấy răng cắn cắn những sợi tóc thơm phức Thế thì cố tập cưỡi ngựa đi Rồi chúng mình ngày ngày đi chơi như thế này Mở nhà ta cưỡi ngựa giỏi lắm cơ Cậu mua cho mở một con ngựa cái Hiền lắm cơ Nàng còn hơi sức đâu giả nhờ nữa Và tôi cũng chỉ còn hơi sức nói được có thế ấy thế rồi chúng tôi lặng im cho đến khi tới nhà Lúc chúng tôi lên ngựa sung sướng bao nhiêu Thì lúc chúng tôi xuống ngựa lại bị khổ sở bấy nhiêu Vợ tôi chỉ buồn cho đến khi tới nhà Rồi nàng lại nghĩ đến bổn phận nội trợ của nàng ngay Nàng dục tôi đi tắm Nàng dục người nhà dọn cơm Lúc tôi ngồi vào bàn ăn Tôi nhận thấy ngay rằng đã có biết bao nhiêu sự săn sóc của nàng đối với tôi Các món ăn đều khác cả Chứ không giống như món bếp thường làm cho tôi ăn Thì ra trong khi tôi đi săn Nàng đã xuống bếp và luôn luôn Nàng nghĩ tới sự từ sáng đến giờ tôi chưa được ăn miếng cơm nào Tư tưởng của tôi lúc ấy lại xoay chiều từ căm hờn ra thương cảm, và thật ra thì lúc ấy tôi cũng đã mệt lắm rồi, chỉ muốn ăn mau mau để đi ngủ. Tôi lại tươi cười, lại cố nói chuyện vồn vã với nàng. Vừa ăn tôi vừa kể chuyện từ khi tới rình con hổ cho tới lúc đi theo, cho tới lúc bắn được thế nào. Nàng chăm chú nghe hay nàng giả vờ chăm chú nghe, tôi không biết. Chỉ biết rằng nàng không ngắt lời tôi một lần nào. Rồi tới khi tôi đặt đũa đứng dậy thì nàng cũng đứng dậy theo, mặc dù nàng đang ăn dở bữa cơm. Tôi biết thế, nhưng tôi cũng không ép nàng phải ngồi ăn nữa, vì tôi biết nàng rất muốn được hầu tôi. Có lẽ trong khi nàng được săn sóc tôi như thế, thì hình như nàng thấy tội lỗi của nàng được nhẹ đi. Đi sau, trông thấy cái lưng khơm khơm, cái đầu cuối cuối của nàng, tôi mũi lòng, rồi đáng nhẹ ngủ ở buồng riêng, tôi lại mở cửa đi vào buồng nàng trong cuộc săn hổ dây thần kinh tôi đã bị căng ra dữ quá Và từ tối hôm cưới nàng luôn luôn bị xúc cảm Nó cũng đã yếu lắm rồi Nên nằm lên giường tôi chẳng muốn nghĩ ngợi gì cả Mười phút sau là tôi ngủ Ngủ thẳng một giấc Bởi vì trong khi theo hổ tôi rút rừng Trèo đông mệt lắm rồi Gần sáng thì tôi thức giấc Thấy mình nằm trơ trọi trong chiếc giường rộng thênh thang Tôi hiểu ngay là nàng ngủ gian bên rồi thì nhìn chiếc giường tôi lại sực nghĩ đến những buổi sáng Nàng cũng trở dậy với những cảm giác cô quạnh như tôi Cái cảm giác ấy lại càng sâu cay Bởi vì chính trong cái thời kỳ này Đáng nhẽ nàng phải được nâng niu ôm ấp Tôi vừa định sang buồn nàng để nói với nàng vài câu an ủi Thì cửa buồn đã từ từ mở Hình như nàng nghe thấy tiếng động ở bên buồn tôi Nên nàng vào, vào với một câu hỏi săn đón Hôm qua cậu mệt thế, cậu không ngủ nữa ư dậy sớm làm gì Mới có 5 giờ hơn Tôi thấy cần dùng phải hôn nàng Tôi là con nhà thể thao Bao giờ cũng dậy sớm Từ giờ sáng sáng mà cũng nên tập tành như tôi Thì vừa khỏe mạnh vừa đẹp người Nàng nói cái câu của kẻ đã đành phận mình Đành để nó trôi theo dòng nước Tùy cậu Cậu muốn thế nào em cũng xin theo mà phải giơ tay thế này Và mỗi sáng ít ra cũng phải làm mưa cử chỉ hô hấp như thế thì nó mới nở phổi và khỏe ngực. Miệng tôi nói và mắt tôi thì liếc một cái nhìn đau xót xuống phía bụng nàng. Ý nghĩa của cái nhìn ấy hình như nàng hiểu. Tôi thấy nàng nhắm mắt. Tôi có cái cảm tưởng như con người đang giơ tay giơ chân trước mặt tôi là một cái máy. Tôi nao lòng. Trước mở đi học, trong nhà trường cũng bắt tập như thế này chứ. Nàng thở dài. Vâng, có tập, nhưng chỉ tập chiếu lệ chứ kỹ càng và quy củ thế nào như cậu dạy ở đời cái gì rồi cũng quen những cử chỉ của thói quen rồi thành lệ rồi thời gian rủa mòn những cảm giác do những cử chỉ ấy gây nên những hôm đầu sự tập thành như thế làm cho chúng tôi khổ sở lắm nhưng dần dần rồi nó cũng quen đi quen đi như những giờ phút chúng tôi sống cạnh nhau rồi tôi hiểu cái ý định của nàng trong sự bằng lòng làm theo tất cả những ý muốn của tôi và thường khi lại chạy trước những ý muốn ấy để chiều lòng tôi thì ra đã tự biết không thể là người vợ yêu đương đem hạnh phúc đến cho đời tôi nàng cố hết sức là một người bạn giúp vui cho tôi là một người em gái săn sóc cho sự thường ngày nhật dụng của tôi xét trong cảnh chúng tôi chẳng còn con đường nào hơn tôi bằng lòng để yên cho nàng đóng cái vai ấy và tôi có hết sức quên đi để giúp nàng suốt ngày chúng tôi thật là gần nhau nhưng thật là xa nhau Người ngoài nhìn chúng tôi thì đều lầm tưởng chúng tôi là đôi vợ chồng say mê nhau trong thời kỳ trăng mật. Duy có chúng tôi mới biết rằng, chúng tôi bị số mệnh ép phải đóng những vai tuồng nó không hợp với tài năng và tâm tính của chúng tôi. ấy thế mà chúng tôi đóng rất khá, bởi vì chúng tôi đều là người có nghị lực và giàu một lòng yêu đối với gia đình. Thôi thì kiếp chúng tôi đã lỡ dở, chúng tôi đành cố gắng để cho những người thân yêu của chúng tôi được an toàn. Bây giờ tuy cái đau vẫn luôn luôn ở với chúng tôi Nhưng nó chỉ ngấm ngầm chứ không sôi nổi như trước nữa Sôi nổi mãi thì tài nào mà sống được Ông trời đã sinh ra chúng tôi có một tấm lòng để biết đau Nhưng nó vẫn có thể quên Hay là nó không quên thì cũng phải có luật lệ để dịu lại Chúng tôi sống với nhau Cái bề ngoài yên tĩnh Và cái yên tĩnh giả dối của lòng trong mươi ngày Rồi thì phong ba lại nổi Nổi bởi vì tôi yêu nàng chứ không chỉ thương nàng thôi Sáu giờ tối hôm ấy lúc tôi đi bắn về Thì người quản lý đã đón tôi từ ngoài cổng Rồi chỏ một người quần áo tay lúc ấy đang thơ thẩn ở trước cửa Đó là ông Kiểm Lâm Ông ấy đến khám rừng Ông nhà ta ở đây thì đều mời ông ấy ngủ lại sơi cơm Và ông nhà cũng đã dặn chúng con Nếu không có ông nhà ở đây thì cũng phải cơm nước tử tế Bởi các việc than củi gỗ lạc ở trong rừng nhà ta Đều ở trong ấy trong coi Thế ông ấy đã thừa với mợ như thế chưa? Mợ có tiếp đãi người ta tử tế không Thưa cậu mở chỉ bảo chúng con tiếp Rồi mở bảo để chờ cậu về Ồ sao lại thế Thế đã mở rượu mở riết gì Mời người ta uống chưa Bấm đủ cả rồi à Chỉ có cái mở con ở dưới bếp không lên thôi Người khách thấy tôi thì liền đi lại Chúng tôi bắt tay nhau Rồi tự giới thiệu lấy Rồi thì chúng tôi nhận ra rằng Chúng tôi cùng học ở trường bưởi Anh Vinh học trước tôi 3 năm khi biết là cùng học ở trường bưởi thì chúng tôi liền thân với nhau ngay. Chúng tôi liền đổi từ tiếng ông trịnh trọng ra tiếng anh thân mật. Sau mấy câu chuyện Hàn khuyên, anh Vinh bảo tôi ngay. Hôm cưới anh, cụ nhà có giấy mời tôi, tôi cũng định về. Nhưng không may cháu nó lại mệt, thành ra không về được. Tôi không thể không giới thiệu anh Vinh với vợ tôi, phép lịch sự tầm thường bắt buộc. Và lại chốc nữa chúng tôi sẽ phải cùng ăn cơm với nhau cơm mà. Theo lệ thường lúc tôi lên buồn để tắm rửa thay quần áo Vợ tôi vẫn chờ sẵn tôi ở đấy để săn sóc cho tôi Thấy nàng là tôi cần nhận ngay Sao khách đến mở không ra tiếp người ta Người ta có thể ngờ rằng mình không lịch sự và lãnh đạm Người ta quen với cậu mở từ lâu Em cũng biết thế Nhưng lúc ấy em đang làm bếp nhem nhuốc Lên không tiện Em cũng định đến giờ cơm thì xin lỗi người ta Tôi nhìn vào bàn tay vợ tôi Tôi nhận thấy sự bếp nước đã làm cho nó giảm vẻ lộng lẫy đi một đôi phần Nhà thiếu gì người Thật là có cả một đội company Mở còn xuống bếp làm gì Giờ nóng bức thế này Rồi tôi kéo tay nàng và cười Hễ tay xấu đi tôi bắt đền đấy Vợ tôi cũng cười Em có làm gì đâu Em chỉ trông nom cho chúng nó làm như mở ở nhà thôi Trước khi vào buồn tắm Tôi phớp một cái hôn trên tay vợ tôi Từ nay tôi cấm mở không được xuống bếp nữa đấy Thôi trang điểm đi Tôi không muốn cho ai có thể chê vợ tôi là không đẹp đấy Nói xong tôi cười khanh khách Vợ tôi sẽ vỗ lên cánh tay tôi Cậu chỉ lôi thôi Em đẹp như khỉ ấy Vợ tôi trông thấy anh Vinh Không hiểu sao bỗng tái mặt đi Tôi có cái cảm tưởng rằng cánh tay nàng rung dưới cánh tay tôi Thì cái cớ ấy chỉ một khắc sau là tôi biết Tôi chưa kịp giới thiệu thì anh Vinh đã nói ngay Ồ ngỡ tưởng ai Hóa ra cũng người quen Chị với nhà tôi thân nhau lắm. Năm kia lúc tôi làm ở Vĩnh Yên, chúng tôi có được biết cụ lớn nhà. Chúng tôi vào trong dinh đánh tổ tôm luôn. Vợ tôi chưa hết hoang mang thì lại đã đến lượt tôi. Cứ cái sự vợ chồng anh Vinh biết vợ tôi đã là một cớ ghê gớm để đánh thức cái đau khổ nó đang nằm ngủ trong tôi rồi. Tôi cho ngay là anh cũng đã biết cái bí mật của đời vợ tôi. Ấy thế rồi không hiểu sao, tôi liền nghĩ ngay đến một người một người đàn ông có thể nhìn chúng tôi đương khoác tay nhau như thế này rồi thầm nói với mình những câu mỉa mai tôi buông ngay cánh tay vợ tôi và nếu không có con mắt của anh vinh nhìn chằm chằm vào chúng tôi tôi đã có thể nói với nàng những câu tàn nhẫn hay ít nhất là mát mẻ như rừ như chính, tôi phải gượng gạo ồ thế thì hay quá hôm nào chúng tôi rỗi chúng tôi sẽ lên chơi anh chị trong khi tôi hất tay vợ tôi thì vợ tôi chắc là đã hiểu hết những ý tưởng của tôi Và có lẽ nàng đã hình dung được sự đau đớn của tôi Tôi thấy nàng rúng vai như để xua đuổi một cái gì Rồi nàng niềm nở đến trước mặt anh Vinh Hôm tôi sắp lấy nhà tôi tôi cũng có viết thư cho chị Tôi chỉ nhận được đồ mừng mà không thấy anh chị về Tôi biết trong khi nói như thế nàng đã cố gắng lắm Nàng cố gắng bởi vì nàng muốn xua đuổi đi cho tôi những ý nghĩ nặng nề Bằng sự vui vẻ niềm nở ấy Nàng muốn tỏ cho tôi biết Anh Vinh không biết gì về cuộc tình duyên tội lỗi của nàng đâu Tôi thầm cảm ơn nàng Về chỗ đã cố gắng để cho tôi khỏi bẻ bàn trước mặt một người Nhưng sự đó vẫn không đủ để xóa nhòa cái căm hờn Mà tôi cố vùi xuống đáy lòng Chẳng những thế Nó lại càng mở tung vết thương của tim tôi Mà một khi vết thương như thế đã bị mở tung từ phút ấy thì tôi mất hẳn sự bình tĩnh Đã trở về với tôi trong 6-7 hôm nay Tôi lại bị khảo đã như những ngày đầu Đâu đâu tôi cũng chỉ lại nhìn thấy những hình ảnh đen tối Và ghê sợ Sự sống mất ngay cái vị ngọt bùi đối với tôi Rồi thì những giờ phút tôi ở cạnh nàng Lại biến thành những cực hình đối với tôi Đối với nàng Bây giờ tôi mới biết chắc rằng Những hành vi của đời ta là những cái giọt dầu Nó để dấu vết lại sau và chúng nói liền với nhau như những cái vòng của một dây xúc xích cái nọ là nhân của cái kia bây giờ tôi mới hiểu rằng một khi người ta đã nói dối một lần thì phải nói dối mãi cái nói dối sau để gỡ cho cái nói dối trước bao nhiêu những ngôn ngữ cử chỉ của đời ta đều không mất đi đâu cả chứ đừng thèm nói đến tội ác nó bám riết với chúng ta như thịt bám lấy xương nó như những hạt giống gieo sâu xuống đất lỏng một khi ta tưởng rằng ta quên đi hay ta đã biết rằng có nó thì chỉ một việc nhỏ không ngờ lại làm cho vùng dậy làm cái phận sự reo mầm của chúng chúng sẽ làm cho ta vui thích nếu ta đã làm những việc thiện khổ não nếu ta đã làm những việc ác tôi đã tưởng ở trong xó rừng này tôi có thể quên đi cho nàng tôi có thể chốn sự chế giễu mỉa mai của loài người ai ngờ ai ngờ chỉ sự có mặt của anh vinh ở đây trong một buổi tối đã phát cái công phu của tôi trong bao nhiêu ngày Tôi đã hiểu thấm thía tại sao đời người cần phải trông trắng rồi. Lúc cơm xong, anh Vinh đứng dậy xin cáo từ thì cả hai chúng tôi, miệng tuy cố giữ nhưng trong lòng đều thấy nhẹ một cánh nặng. Rồi thì không hiểu vì lẽ gì, chúng tôi đều nhìn trộm nhau. Tôi bắt được cái nhìn của vợ tôi nhìn tôi trước và chúng tôi đều cùng thấy xấu hổ bởi cái nhìn ấy. Đã nhẽ tôi nghĩ đây chơi với anh chị, nhưng vì tôi với các cai kiểm lâm đóng trại ở cái kia Mai 3 giờ thì phải đi sớm có việc cần Theo lệ cứ khi qua đây Thì tôi tạt vào xin bữa cơm Thứ nhất lại nghe anh chị về sống tuần trăng mật ở đây Bây giờ đã cơm no rượu say rồi Tôi đi Để lần khác tôi sẽ đưa nhà tôi lên chơi Ở lâu và đi bắn với anh Tôi thì bắn soàn thôi Chứ không như anh được Thú thật thấy hổ là tôi chèo phát lên cây Chứ không dám bắn đâu Anh nói xong cười khanh khách Tiếng cười của anh reo vào lòng tôi Như tiếng sấm trong sa mạc rồi thì tôi thấy thèm khát cái đời vui vẻ của anh Tôi thèm khát những tiếng cười lanh lảnh như thế Tôi thèm khát Bởi vì từ nay tôi lại phải sống những ngày nặng nề Đen tối Mà tôi đã phải sống từ lâu rồi Chúng tôi đưa anh ra tận cổng Rồi chúng tôi lặng lẽ trở vào Trong khi đi cái mấy trăm thước từ cổng vào tới nhà Đã mấy lần tôi muốn phá cái im lặng nặng trình trịch Nó đè lên tâm hồn chúng tôi nhưng tôi không tài nào mở mồm cho được Vì tôi không biết nói gì cho đích đáng Để nàng đừng ngờ rằng tôi cố gắng Nói những câu chuyện vu vơ Không ăn nhập đâu vào với đâu Thì chỉ càng làm tỏ rõ cho nàng biết rằng Tôi đau đớn mà thôi Mà điều ấy thì tôi cố giấu Tôi tự nhủ Đời tôi đã phải sống mãi với nàng Thì làm cho nàng đau đớn cũng chả ít gì Dù sao thì nàng cũng là con chim Đến nấp dưới mái nhà tôi Trừ những khi mà tôi không đè nổi lòng thì chẳng kể Lúc lên buồn tôi cũng hôn nàng một cái hôn như mỗi ngày Trước khi vào buồn riêng Nhưng cái hôn ngày hôm nay mới khổ sở cho tôi biết bao Nàng chừng như cũng biết thế Nên sau khi tôi hôn là về buồn mình ngay Chứ không dùng dằng đứng lại Hỏi tôi như mọi lần nữa Cái mật ước ngầm của chúng tôi ký với nhau trong 10 hôm nay Thế là bị xé nát Tôi lại bắt đầu không ngủ được Mặc dầu tôi đã đi săn cả ngày Tôi cũng lại không đọc sách được nữa Bởi vì chữ nó cứ múa lên ở trước mắt Tôi chẳng trọc cho đến 12 giờ Rồi biết mình không tài nào ngủ được Tôi vùng dậy vớ lấy súng Lấy đèn để đi săn đêm Chỉ còn có cách ấy mới khiến cho tôi quên được Cái não cảnh của mình trong chốc lát Vừa bước xuống khỏi cầu thang Tôi vẫn nghe thấy một tràng khóc nấc lên Ở trong buồng vợ tôi Tôi ngừng lại một khắc Rồi tôi lại đi vì biết rằng một khi tấm lòng căm hờn còn đầy chứa trong tôi thì sự để cho nàng nhìn thấy mặt tôi chỉ là một khổ ải thêm cho nàng tôi đi tôi đi suốt đêm cho mãi sáng bạch nhật mới về về là tôi nằm lăn ra ngủ ngủ cái giấc ngủ nặng nề của ác quỷ tôi thấy buồn buồn ở mũi tôi hắt hơi rồi tôi mở mắt chị tôi cười khanh khách gớm sao ngủ thiếp thế rồi chị tôi cầm sợi tóc phớt qua mép tôi Hôm qua cậu đi bắn cả đêm đấy à Đang tươi cười chị tôi vụt nghiêm ngay sắc mặt Tôi hiểu rằng chị tôi sắp mắng tôi vì cớ gì rồi Tôi vội vàng chối Thưa chị em ngủ đến 12 giờ Rồi mới đi đấy chứ Anh cá cháu và cậu mợ có lên đây không đấy Có lên đủ cả Chị tôi nói xong ngồi xuống cạnh tôi Mới lấy vợ sao cậu cứ hay đi bắn đêm thế Để mợ ấy ở nhà một mình Trong cái tòa nhà hẻo lánh như thế này Mà cậu đành tâm được à Giờ ngón tay đe dọa người ta cứ trách đàn bà chúng tôi nhẹ dạ không biết gìn giữ hạnh phúc thật ra thì chính đàn ông các cậu đã ý quyền thế mà quá tự do và bạc mạng có phải vừa mới lên đây cậu đã đi săn hổ ngay không tôi cố làm ra bộ điệu của con người sung sướng nhà em nó bằng lòng cho em đi đấy chứ rồi tôi nũng nịu cầm tay chị tôi đặt lên môi vợ chồng ở với nhau muôn đời mà hổ ăn trâu chỉ đến có một lần Tôi cố làm cho chị tôi cười, nhưng chị tôi không cười, mặt vẫn cứ nghiêm như bà thần. "Lòng đàn bà chúng tôi là những cánh bướm, mà hạnh phúc yêu đương là một thứ gì mỏng manh lắm, cậu phải biết gìn giữ mới được." Tôi cố phá lên cười trong khi tim như bị kẹp. "Gớm, nghe chị nói mà em khiếp, em tưởng chừng như em sắp mất hạnh phúc đến nơi rồi." Rồi tôi vùng dậy, gượng nói bằng một giọng thân mật. "Nhà em nói tin lòng em lắm." Và nó cũng rộng hiểu như chị Chị đừng lo Không mợ ấy thì chị hiểu Nhưng chị dặn em thế Là vì tình ái cũng như một cái cây Cả đôi bên có chịu khó vung sới Thì nó mới tươi tốt Tôi lo xuống nhà Thầy mẹ tôi biết sự tôi hay bỏ nàng ở nhà một mình đi săn đêm Lại mắng tôi Nhưng không Thầy tôi thấy tôi thì cười ha hả Rồi chỏ vợ tôi Trong tuần răng mật cậu thích nhìn thấy những cái nét mặt hơi xanh xanh và hơi gầy gầy như thế kia kìa. Đây là một tan chức của hạnh phúc. Thật là một lời mai mỉa cay độc mà tôi phải cố cười để đón lấy. Vợ tôi cũng phải cố làm ra thẹn thùng để đón lấy. Mẹ tôi thì phát ngay vào tay thầy tôi. Cái ông già này bây giờ đến nhảm, từ hôm ấy đến giờ cứ ở mờ như trẻ con, không ai chịu được. Thầy tôi béo tay con Lý làm cho nó kêu ái ái. Bây giờ tôi trẻ trung, Ai không chịu được Thì tôi có ngăn không cho xuống sông mà tự tử đâu Mẹ tôi cười Thôi bây giờ thì còn ai cãi kịp được mồm ông Rồi mẹ tôi kéo tôi cho ngồi xuống cạnh Và nhìn kỹ mặt tôi Sao độ này con mỡ đen thế Thôi mùa hè đừng có đi bắn nhiều con à Giờ thế này ở nhà vợ chồng hú hí với nhau có hơn không Tôi cố cười để trấn tĩnh sự xáo trộn của lòng ruột con cũng có cái tính hoạt động như cậu con Con không thể ngồi yên một chỗ được À cậu mợ à Con chả muốn đi dạy học nữa đâu Thôi con ở nhà trông coi công việc cho cậu mợ và anh chị thôi Thầy tôi bảo ngay Ừ thôi tùy con đấy Trước kia thầy con bảo con không thích nghề thầu khoáng Nên thầy để cho con đi dạy học Chứ lương vài trăm bạc Nói hết hơi trả bỏ Anh tôi cũng chen vào Ồ nếu cậu muốn xoay ra buôn bán Thì tôi có một việc này phát tài lắm Có một hãng buôn xăm cao ly ở Hoành Tân Muốn tìm người đứng đắn Đặt làm đại lý toàn quyền ở Đông Dương Tôi định làm Nhưng thôi tôi nhường cho cậu Hai anh em ai làm cũng thế Thầy tôi gạt ngay Ồ nó đã biết gì Nếu nó muốn làm ăn thì anh cứ đứng tên đi Rồi cho nó theo vào đấy Rồi anh dạy bảo nó dần Chứ công việc buôn bán Có phải dễ dàng như đi làm việc nhà nước đâu Vợ tôi nhìn tôi Hiểu cái lẽ tại sao tôi không thích đi dạy học Nàng biết rằng tôi muốn thay nghề để có dịp đi xa Để khỏi phải sống cuộc đời buồn thảm Ngày hai buổi ở cạnh nàng Mặt nàng đang tươi Hay gượng tươi cũng thế Bỗng sầm ngay xuống Chị tôi thoáng trông thấy Ngờ là vợ tôi không bằng lòng cho tôi đi buông Liền bảo Cậu muốn đi buông nhưng cũng phải hỏi xem mợ ấy có bằng lòng không đã chứ Vợ tôi lại phải vội vàng vui vẻ Mọi việc trước là tùy ở cậu mợ và anh chị, sau là tùy ở nhà em, chứ em dám đâu bằng lòng với không bằng lòng. Ồ không, cái gì cũng phải thuận vợ thuận chồng thì nó mới hể hả." Nàng lại vội vàng đoan đã. "Thưa chị, cái gì nhà em bằng lòng là em sung sướng bằng lòng rồi." Rồi nàng ngả đầu vào cánh tay mẹ tôi. "Con cũng sẽ bắt chước mợ, nhưng mợ đối với cậu để cho nhà con tha hồ." Con chỉ việc ngồi nhà mà hưởng sung sướng thôi Nàng nói xong ứa nước mắt Cả nhà tôi đều lầm tưởng rằng nàng cảm động Vì được sung sướng quá mà khóc Duy mình tôi mới biết nàng khóc vì tuổi cực Nhưng ở trên cái thế địa không thể an ủi được Tôi đành phải lặng im Muốn an ủi được nàng Tôi phải tìm cách an ủi tôi trước Mà tôi thì không thể tài nào an ủi được Mẹ tôi thấy thế liền xoa má nàng Con nghĩ thế phải lắm Mình đàn bà chỉ nên biết công việc trong nhà Đàn ông họ tung hoành vùng vẫy Hay làm gì mặc họ Mình mà có nết và có đức Thì không ai cướp được cái phần của mình Đấy con cứ xem gương chị con Không phải vì nó là con gái mợ mà mợ nói đâu Con bây giờ cũng là con gái mợ rồi Con cứ xem cái gương gia đình của chị con đấy Rồi liệu mà ăn ở Thôi thì anh con nó muốn đi khuya về sớm thế nào chị con cũng chỉ biết có một niềm chiều chồng nuôi con Rồi mẹ tôi vỗ lên đầu tôi Nó cũng giống cậu nó như cái con hùm xám ấy Ai mà đem dốt vào chuồng được Tính nó thích săn bắn, thích vui anh em Con cũng nên để mặc nó Mở lên đây, mở hỏi chúng nó Bảo nó cứ hay đi bắn luôn Mở sợ con không hiểu con buồn Nên mở phải giảng giải cho con biết Vợ tôi vội vàng kéo tay tôi rồi cùng nắm chặt vào với tay mẹ tôi lại mợ con đâu dám thế con hiểu sự cần dùng của nhà con cứ chiều được cho nhà con vui là con sung sướng lắm rồi mẹ tôi vẫn nghiêm trang ấy đấy vợ chồng ăn đời ở ký với nhau phải hiểu nhau sâu xa như thế phải hiểu sự cần dùng của người đàn ông nhiều lần cậu con đang đi xe ô tô đêm với mợ thoáng thấy hưu là đổ xuống vác đèn đi đuổi có khi đến sáng để mình mở ở giữa rừng mở khóa tất cả cửa ô tô lại rồi mở ngủ mở chỉ mong cho cậu con đi săn được để cậu con vui chứ chẳng bao giờ mở nghĩ đến sự giận cả thương yêu nhau là một lẽ mà cái thích của người ta là một lẽ khác con phải hiểu như thế mà rộng lượng đối với nó nghe chưa thưa mợ con đã hiểu rồi à sự mẹ tôi dạy vợ tôi để cho biết lấy điều tình nghĩa mà ăn ở với nhau làm cho tôi khổ sở mà có nhẽ còn làm cho nàng khổ sở hơn Tính tôi cũng như cậu tôi Thích đi săn thật Nhưng trong cái thời kỳ trăng mật này Đáng lý ra thì phải còn những công việc thích hơn Nhưng trời ơi Tôi không thể thắng sự ghê tởm của xác thịt Tôi sợ dĩ đi bắn Chỉ là để khuây lấp nỗi đau đớn Và để quên khổ sở Tuy nàng vẫn tươi cười Nhưng tôi cũng nhận biết sự nấu ruột của nàng Tôi vội vàng ba khoa đánh trống lấp anh chị ở trên này thật lâu với em nha Rồi em sẽ bắn một con hổ khác cho anh chị Nói xong có ngần ấy câu mà tôi chóng mặt Tôi có cái cảm tưởng rằng Cái con hổ mà tôi sắp bắn ấy là tôi Chính tôi Từ trước đến nay tôi cũng có nghĩ đến đứa con của nàng Nhưng tôi chỉ nghĩ đến một cách lờ mờ thôi Người ta ai không ích kỷ Mà tôi cũng là người ta Tôi còn mãi nghĩ đến cái số phận đau khổ của tôi nhưng hôm nay tôi nghĩ đến con nàng Tôi nghĩ đến một cách thiết tha Tôi nghĩ đến bởi vì có một cảnh nó gợi ra Hôm ấy là ngày thứ tư Cậu mợ và anh chị tôi lên đây Tôi đóng tấn tuồng hạnh phúc đã thấy mỏi mệt lắm rồi Đã có nhiều lúc mệt mỏi quá Tôi không gượng được nữa Tôi cứ thần mặt ra rồi ngồi yên một xó Chẳng muốn nhúc nhích vẻ mặt bơ thờ của tôi nhiều khi làm cho mẹ tôi lo ngại Con làm sao thế Có nhiều lúc tôi chỉ buông xuôi không Con có làm sao đâu Mẹ tôi nhìn tôi bằng con mắt nghi ngờ Không tin Nhưng tôi thì cười một cách ý nghĩa À À Trải qua tuần răng mật Ai chả thế Nàng có lẽ cũng đã mỏi mệt như tôi Nhưng tôi thấy nàng vẫn cố gắng Và tìm hết cách để che đỡ Trong khi tôi không còn hơi sức đâu mà cố gắng nữa Mỗi lần mẹ tôi hỏi tôi như thế Tôi đều đọc thấy một lo sợ hiện lên ở trong con mắt nàng và mỗi khi thấy tôi ngồi thừ ra trong khi có cậu mờ anh chị tôi ở đấy nàng đều làm ra bộ săn đón đối với tôi nhưng không lần nào nàng hỏi tôi một lời nàng biết tôi mỏi mệt và khổ sở lắm rồi nàng để yên cho tôi yên nghĩ với cái đau của tôi nàng làm ra thế để cho người ta khỏi nghi chúng tôi mà thôi tôi biết thế tôi biết thế mà tôi cũng không làm thế nào để gỡ mối đau cho nàng bởi vì trước khi gỡ được cho nàng tôi hãy phải gỡ trước lấy cho mình mà tôi thì bị vấn vít nhiều lắm rồi Không tài nào gỡ ra được nữa Hôm ấy trời nóng bức lắm Nhà tôi ở trên một ngọn đồi cao Mà chẳng có một tí gió Cây cối cứ đứng im tâm tấp Cảnh vật thật như bị nung trong một lò lửa Không khí như chảy ra thành khối Đè lên ngực chúng tôi Sau bữa cơm chiều Thầy tôi rủ mọi người ra vườn chơi Thằng Minh con Lý mừng được chạy nhảy dưới gốc cây, reo lên, rồi chúng nó chạy ra trước chị tôi theo dính ngay thầy mẹ tôi và anh tôi đi cách sau chừng năm bước tôi còn có nghĩ gì đến sự đi bách bộ cho tiêu cơm nữa và thật ra lúc thầy tôi rủ mọi người ra vườn chơi tôi cũng không nghe tiếng nữa sau khi tôi nhìn không thấy ai ở trong buồng ăn tôi mới đứng dậy đi ra tôi đi đụng đỉnh đằng sau mọi người luôn luôn thấy quay lại nhìn tôi nhưng không dám vẫy và cũng không dám gọi và mỗi lần như thế tôi lại thấy nàng hỏi chuyện hết thầy tôi mẹ tôi lại đến anh tôi rồi thì nàng cười rồi thì chân nàng nhảy cỡn như thằng minh con lý đi trước nàng tôi biết nàng làm như thế để cho người ta đừng để ý đến tôi chứ nàng còn bụng dạ đâu để cười sức lực đâu để nhảy nàng cố gượng như thế là vì nàng đã biết rõ tôi yêu mến người thân của tôi lắm tôi tôi không muốn cho người thân tôi phải buồn vì tôi cái cớ nó làm cho tôi chịu đựng được đau khổ và cắn răng làm ngơ đi trước tội lỗi của nàng. Mọi người đã ngồi yên trên ghế, quay mặt ra phía hồ xe một lát lâu. Tôi mới đến. Tôi đến thì nàng liền kéo tay tôi, rồi đẩy tôi về phía chiếc ghế. Đây, em vẫn để dành chỗ cho cậu đấy. Thì ra nàng vẫn đứng, đứng quay lưng về phía tôi, lại để che cho mọi người khỏi nhìn thấy cái dáng điệu ủ rũ của tôi. Điều nhận xét ấy đem đến cho tôi một chút sức lực để nói. Thôi mở ngồi đi Thầy tôi thấy thế toàn đứng dậy nhường chỗ cho nàng Thì nàng đã ngồi thụp ngay xuống dưới chân tôi Không cậu cứ ngồi đi Con ngồi như thế này thích hơn Cụi sạch nó bẩn đâu Đó là một trong những cử chỉ về tấn tuồng hạnh phúc Mà chúng tôi phải đóng Nhưng mỗi khi làm được một cử chỉ ấy Thì biết bao nhiêu sức lực đã trôi qua Bao nhiêu xót xa lại chồng chất lên lòng Anh chị tôi ngồi một lát rồi cùng kéo nhau đứng dậy Ra rặng quất hồng bì mà thằng Minh con Lý đang đùa ở đấy. Tiếng hét của chúng nó xen vào với những tiếng cười khúc khích của anh chị tôi, đem đến cái nao nao cho lòng tôi. Đã mỏi mệt chán nản, tôi càng thấy mỏi mệt chán nản thêm. Thầy mẹ tôi cũng khoác tay nhau đi về phía cổng. Thầy tôi nói, cái lối một ngày phải đi giận rượu như thế năm cây số là để cho mẹ tôi khỏi to bụng và vẫn có thể đẹp được như con gái. Mọi người đi hết, còn trơ tôi với nàng trên ghế dài. Nàng vẫn dựa lưng vào chân tôi Mọi người đi hết Thì chúng tôi không cần phải có những bộ mặt miễn cưỡng nữa Chúng tôi tha hồ Chỉ 5 phút sau là tôi quên phân có một người đàn bà Đang ngồi ở dưới chân tôi Tôi quên phân cả rằng Người đàn bà ấy đang đụng da thịt mình vào da thịt tôi nữa Hồn tôi thả lông bông đi tới những đâu Bây giờ tôi cũng không còn nhớ được Chỉ biết nó chìm chìm trong một cái mung lung mờ mờ và không bao giờ tôi nghĩ được việc gì liên tiếp đến trong nửa phút Lúc nghe có tiếng hét và tiếng chân người chạm sỏi ở trước mặt Tôi mới mở mắt Thằng Minh con Lý đuổi nhau Thằng Minh bị ngã Con Lý đang phủi áo và xoa chân cho anh Chị tôi hấp tấp chạy lại Anh tôi cũng hấp tấp chạy lại Rồi cả hai cùng hỏi bằng một giọng sợ hãi Con có làm sao không? Con có đau không? Rồi lại kẻ phủi áo Người xoa chân tiếu tích Nàng có lẽ cũng như tôi, vừa tỉnh dậy trong giấc chìm nặng nề của tư tưởng và có lẽ cũng như tôi đang bị thôi miên bởi cái cảnh yêu đương của gia đình chị tôi. Rồi lại cũng như tôi, lúc anh chị tôi dắt chúng nó đi, nàng quay đầu nhìn theo. Anh chị tôi dắt chúng nó đi, vừa hôn vừa dặn. Các con có chạy thì khéo khéo không ngã đấy nhé, và nhớ khi nào không có cầu mở thì đừng có chạy nhảy ở cạnh hồ sen ấy nữa đấy nhé. Nhỡ ngã xuống thì cậu mở khổ lắm đấy. Tôi bỗng thấy nàng rùng mình Rồi đầu nàng cứ từ từ cúi cục xuống Rồi thì một tiếng thở dài xé lòng đến với tai tôi Rồi sau tiếng thở dài ấy Tôi như cảm thấy rõ ràng có những tiếng lòng thổn thức Thằng Minh con Lý lại chạy về phía chúng tôi Nàng ngứng phát đầu dậy Rồi thì tuy nhá nhem tối Tôi không nhìn thấy con mắt nàng Tôi cũng biết rằng Những con mắt ấy đang chuyển theo cái đà chạy của các cháu tôi Và sau hình bóng chúng nó những con mắt ấy như nhìn thấy một hình bóng khác Một cái đà chạy khác Và một cái hồ sen Để đón cái đà chạy ấy Tôi đã hiểu rồi Tôi đã hiểu hết rồi Nàng đang nghĩ đến con nàng Đứa con không cha Và cũng là đứa con không mẹ Chẳng còn hy vọng một chút âu yếm nâng giấc ở trên đời Tôi vụt thấy nàng đau hơn tôi Khổ hơn tôi nhiều Và dù sao thì nàng cũng là một con chim gãy cánh Do một định mệnh Chẳng cần biết may hay rủi đưa đến dưới mái nhà tôi Chà Mấy ai đã hiểu cái nghĩa xót thương Nó đến với lòng tôi trong lúc này Nước mắt tôi bỗng dưng trang hòa Tôi đặt tay xuống vai nàng Nàng giật mình rồi hoảng hốt quay lại Thì ra nàng bị đau đớn cuốn hút hết tư tưởng Đến không nhớ rằng Mình đang ngồi dưới chân tôi Tôi kéo nàng lên cho ngồi cạnh tôi Rồi tôi ép đầu nàng vào ngực tôi Rồi tôi tấm tức khóc Nàng ôm tròn lấy tôi Cậu, cậu, em lại cậu Tôi đặt môi tôi lên môi nàng Thôi thôi Chúng ta đau khổ nhiều rồi Nàng ghi chặt lấy tôi Anh 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 tha cho em rồi ư Tôi gật đầu Nàng oà khóc Nước mắt chúng tôi hòa với nhau Bao nhiêu căm hờn đau đớn Đều theo chúng mà rút khỏi cơ thể chúng tôi Chà Chúng tôi đã sung sướng biết bao Trong khi khóc được với nhau những giọt nước mắt thành thực như thế Bây giờ tôi mới lại hiểu rằng Ở đời không có cái gì khó cả Cũng như không có cái bất hạnh nào Không thể không chữa được cả Kẻ nào đã nói rằng Có những vết thương không thể hàng Là những kẻ nói dối Miễn là cho có đủ lòng để khóc với nhau Một vài giọt nước mắt thành thực Tiếng thầy tôi sang sản đằng sau rặng xoài Tôi vội vàng lau nước mắt cho nàng Rồi tôi kéo nàng chạy về phía thầy mẹ tôi Chạy được chừng 10 bước Có lẽ sỏi làm cho chân nàng đau ấy dép của em, tôi chắc nàng quay lại. giờ lúc ấy đã tối, chẳng còn trông thấy gì. chúng tôi cúi xuống tìm, tay chúng tôi sờ soạn, sờ soạn mãi chẳng thấy. tiếng thầy tôi lại gọi. tôi bế văn ngay nàng lên. thôi, chẳng cần dép gì nữa. cậu mở gọi chúng ta. thấy chúng tôi bế nhau, thầy tôi cười tiếp. đây phải sống như thế khi người ta trẻ. rồi thầy tôi đặt một cái hôn lên má nàng và một cái hôn lên má tôi. Lúc cậu 20 Cậu cũng thế đấy Mẹ tôi béo vào cánh tay thầy tôi Bố con ông khỏe như hộ pháp Thì mới nói thế được chứ Người khác thì có gãy xương Thầy tôi quay sang hôn mẹ tôi Thế tại làm sao người ta không khỏe như bố con tôi Nàng muốn tròi xuống Vì như thế thì sợ vô lễ với mẹ tôi Tôi không nghe Ô không có chép bẩn và đau chân chết Cậu mở thấy anh yêu chiều Cậu mở còn thích la khác Cậu sướng nữa chứ thích thôi à Mẹ tôi sợ vợ tôi băn khoăn cũng nói Không mợ thấy chúng con thương yêu nhau Mợ bằng lòng lắm Mợ chỉ có một mình nó Mợ không giống như những người mẹ chồng khác đâu Con đừng lo Cứ thấy chúng con sung sướng là mợ sung sướng rồi Vợ tôi bỗng lại oà khóc Con có sống muôn kiếp Con cũng không báo đền cậu mợ được Tôi biết câu ấy tùy vợ tôi nói với thầy mẹ tôi Nhưng chính là để cho tôi Tôi liền hôn lên mắt nàng em cứ yêu anh ấy là em báo đền cậu mở đấy thầy tôi lại cười ha hả ừ đã lâu lắm rồi cậu mới thấy con nói được một câu chí lý chúng tôi kéo nhau ra chỗ ghế tìm dép cho vợ tôi rồi chúng tôi kéo nhau vào nhà những cốc nước ca mát rượi đã chờ chúng tôi ở buồng ăn thầy tôi cầm cốc uống cà một hơi khoan khoái đặt cốc cười bảo chúng tôi ấy chúng mày cứ làm ăn thế nào mà sang năm tao khao thượng thọ cho bà mà bà không có chắc bế thì cứ đỡ hồn đấy Chị tôi cũng cười Thế nào em trả nhờ đi cho thầy mừng Vợ tôi thẹn cúi đầu vào cánh tay tôi lặng thinh Hết tập 7 Còn tiếp